thấy giấc mộng ban đầu. Yêu người thỏa mới đôi mươi. Chưng. Ừ. Mày nghĩ làm sao vậy hả? Sao? Cả một phòng trọ có đúng một chiếc xe đạp mày lấy đi, mày từ sáng tới giờ tao với thằng Ròm không có xe đi luôn. Mày điên hả? Hôm nay là ngày thành lập công ty của mình, tao mới có xe tao chạy tới chợ luôn chạy phiệt chứ. Ủa tụi mình chưa bao giờ nói là sẽ thành lập công ty mà. Đấy, công ty sửa xe lề đường, được không? Tính là mở một cái tiệm sửa xe lề đường mà bây giờ mày lên cái công ty luôn. Mày khùng quá, mày đưa khi mày nói cho nó chảnh không, gọi là chảnh chó đi không? Mày chảnh chó rồi, có khách nào mở hàng chưa? Sáng giờ được một mối rồi. Trời ơi, sáng giờ được một mối rồi hả? Nè. Mày để tao, sáng giờ mày làm mệt rồi. Ừ. Để tao phụ cho. Đúng rồi, mày cởi áo đi, cái tướng mày mặc đồ vô sang không ai vô đâu. Đúng á. Mỗi lần soi gương nhìn cơ thể tao, tao thấy nó cứ sang làm sao á. Tao không kiếm được cái bộ đồ nào mặc để cho nó hèn lại mày à. Thôi mệt quá, vô làm đi, nè. Ừ. Trời ơi, sáng giờ có mối gì hả? Ừ. Mà khách quen hả? À, khoan. Rồi, vô. Mày mới làm cái hành động gì thế? Mày khùng quá à. Nhà có ba đứa lận. Bây giờ tao mày với kia có một lỗ sao ăn. Nhưng mà mày buôn bán kinh doanh mà mày làm như thế là làm ăn thất đức. Khách quen. Cái gì khách quen hả? Ừ. Nhưng mà khách quen mà em không lên làm như thế. Mày phải giữ mối chứ, mày nghĩ làm sao mày đâm như thế được. Khách quen là phải đó. Bà nội cha mày, mày cắt luôn hả? Mình chơi phải chơi có tới luôn chứ. Mày cắt dán lại nó nhiều tiền hơn. Ồ, công nhận mày thăm còn hơn cái môi của mày nữa nha. Mày ít nhắc cái môi tao lại nha. Tại tao thấy nó thâm, mày hiểu không? Mày đã mà chửi cho cố vô. Mình chơi phải chơi tới, chơi lớn như thế thì mới có tiền. Hay, à. Mày cũng nhận giỏi. Mà khách quen là khách nào thế? Mày á. Xe của mày á. Tao mới dùng chiếc kéo, tao cắt cái ruột xe của tao đó. Thì mày cắt chứ tao có cắt đâu. Mày đền ngay cái ruột xe cho tao ngay. Mẹ mày điên hả? Mày thấy mày cắt thôi mày kêu tao đền. Tao không biết bây giờ. Mày đền ngay cái ruột xe mới cho tao đi. Thì tao tao đền. Mày đền ngay đi. Mày nghĩ làm sao bây giờ mày lấy xe tao. Tao làm là làm ba thằng ăn chung một mình tao ăn hả? Mày mà mày mở miệng ra mày làm như là tiền. Lúc nào mở miệng có tiền. Bộ không có tiền mày chết hả? Mày thấy nè, tao có tiền nè. Tao không có tiền luôn nè. Rồi sao? Nhưng mà mày ruột xe của tao mà bây giờ mày đi đền cho tao đi. Cho mượn tiền coi. Hay mà mỗi lần mày định mở mồm ra là mày không mượn tiền ai ngoài tao hết á. Mày mà không có tiền phải mượn chứ sao? Này, còn đúng 100.000 á. Để tao mượn mày 100.000 đúng không? Ừ. Giờ tao đi mua cái ruột xe đền này cho mày coi như là hết nha, tao không nợ gì hết trơn nha. Ừ. Ừ. Ê khoan. Cái gì? Tao nghe nó bị cấn cái gì á. Cấn gì thì giờ tao lấy 100.000 của mày đúng không? Ừ. Tao mua cái ruột xe đền này cho mày là tao mày hết nợ đúng không? Đúng. Đó, vậy thôi. Khoan đã. Cái gì? Tao vẫn thấy có một cái gì đó nó khúc mắc, nó cấn á. Mày điên quá. Bây giờ tao nói nè, 100.000 từ trong túi mày nè. Thì đó tao cho mày. Đưa mày. Đây. Ừ. Tao mượn 100.000 của mày nè. Ừ. Tao ra tao mua cái ruột xe tao đền nó trả lại mày, tao còn thiếu cái gì nữa. Đúng không? Đúng. Đó, vậy thôi mà hỏi hoài. Nhưng mà nó. Đây, cho mày luôn đây. Mày cầm lại luôn, mày tự mua rồi tao tự coi như không có gì hết, được chưa? Thà như vậy nó đỡ cấn. Đồ. Ừ, chứ mày lấy tiền của tao thì nó cấn làm sao á. Mày là học giỏi nhất đám luôn á. Tao nể mày rồi đó. Nhưng mà nó hết cấn rồi. Rồi mày đây rồi thằng Ròm đâu? Thằng Ròm hả? Ai biết nó? Bởi vậy thằng này đã nói là anh em mở tiệm ra làm ăn chung mà bởi vậy không bao giờ thấy mặt nó ở đây hết á. Sống như nhau biết bao nhiêu năm. Tụi bay nghĩ tao như vậy hả? Tụi bay đi làm còn tao ở nhà tao chuẩn bị đồ ăn cho tụi bay ăn. Bây giờ tụi bay nỡ lòng nào buông những lời chua chát đó với tao. Mày chuẩn bị đồ ăn cho tụi tao ăn luôn hả? Chứ sao nữa? Hạ cái bàn xuống làm cái bàn ăn liền. Ừ, ghê hơn. Bữa nay mày cho ăn cái gì đấy? Đùi gà hầm cà mên. Ôi bố mẹ ơi, gần một năm nay con chưa biết mặt mũi con gà nó ra làm sao luôn á. Mày còn đỡ tao 2 năm trời không biết cái chỗ lông gà ra sao luôn á. Mày bớt xàm lại đi. Nói tụi bay nghe nè, mình có thực mới giật được đạo. Đúng. Không, thằng này thì nó học hành của mày làm phải ăn có nhiều vô có sức á mà làm nha. Đây, thằng Cận là cái thằng mà học giỏi nhất trong tụi mình. Đúng. Bây giờ phải cho nó ăn nhiều hơn. Đúng. Để mà sau này nó có làm ra tiền mình còn nhờ nó được. Đồng ý không? Đúng, đồng ý. Đó. Thì bởi vì cái đùi gà lớn là phải cho thằng Cận. Còn cái đùi vừa vừa là của mày, còn tao đang cái đùi nhỏ thôi. À.
Mẹ tao không biết mặt mũi con gà, nhưng mà đây là củ khoai mà cái đùi gà đâu mày? Mày điên hả? Tiền đâu ra mà mua đùi gà cho mày ăn? Tưởng tượng đi. Mày... Ờ đúng rồi mày ơi, mệt mày quá. Tiền đâu? Ăn đi, ăn đi, ăn ăn. Ê, ê, mày. Sao vậy? Mày giúp tao một chuyện được không? Chuyện gì? Mày ăn giùm tao mấy cái da gà này được không? Sao vậy? Tao đang giảm cân mà cái da gà này nó nhiều cholesterol lắm. Đù mày giảm cân luôn đó hả? Cái tướng mày vậy còn đòi giảm cân thôi. Thấy không được đâu. Cái bụng nó tự nữa mà ăn cái này vô là chết. Thôi cần mày ăn giùm nó đi cần. Ừ, mày ăn vô đi có sức khỏe mà để học nó ngon mà bổ lắm á. Cái gì vậy? Cắn trúng cục xương. Tao chán mày thiệt chứ. Hả? Đã dặn mày biết bao nhiêu lần rồi. Ăn uống kỹ lưỡng xíu đi. Mày cắn nguyên đùi gà gì rồi trúng mắt xương rồi hóc xương rồi đi bệnh viện rồi, tiền đâu rồi đi. Mày xin lỗi mày quên. À quên mày nha. Mày làm ẩu nha. Gà mày không có chịu nhổ lông cho kỹ nè, còn quá trời luôn nè, thấy chưa? Đó là bước ra. Mày hai thằng mày bị điên à? Củi khoai thì mày đặt là củi khoai đi, mày đặt đùi gà cholesterol. Rồi mắc xương rồi nhổ lông. Nghèo thì nhận lại là nghèo đi. Ủa? Sao tụi mình nhắc tới nghèo sao, nhưng mày làm gì mà bức xúc quá vậy? Tao thấy nghèo là bình thường, và nghèo thì ăn khoái chứ bình thường mà. Có thằng nào nghèo mà không bức xúc không? Tao có ăn vì, khoai thì ăn tại khoai. Tại vì mày mới nghèo đây thôi. Còn tao, tao nghèo tới ba đời lận rồi. Cho nên đối với tao nghèo rất bình thường. Nói cho bạn nghe. Khi tôi sinh ra mang được ngay tiếng con nhà nghèo,